Kính chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách add bản quyền trên phần mềm kế toán SME2022. Sau khi các bạn cài đặt phần mềm kế toán Visa SME2022 xong, thì chúng ta thực hiện tạo dữ liệu kế toán. Khi tạo dữ liệu xong thì chúng ta mở dữ liệu kế toán vừa tạo, điền đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn đồng ý. Khi chưa được add bản quyền thì phần mềm hỏi chúng ta thời hạn sử dụng phần mềm chỉ còn 14 ngày. Các bạn muốn mua giấy phép sử dụng hay tiếp tục sử dụng? Trong trường hợp mà chúng ta đã được cấp giấy phép sử dụng rồi thì các bạn sẽ nhấn vào chữ tiếp tục sử dụng. Nhưng chúng ta lưu ý cần phải add bản quyền ngay sau khi mà chúng ta tạo dữ liệu, bởi vì nếu như quá thời hạn dùng thử thì chúng ta sẽ khó add. Ở đây tôi sẽ nhấn vào tiếp tục sử dụng. Phần mềm mở ra cho các bạn dữ liệu cần add bản quyền. Chúng ta vào phân hệ trợ giúp, chọn đăng ký giấy phép sử dụng, nhấn vào chữ kích hoạt giấy phép sử dụng, chọn đăng nhập tài khoản. Ở đây chúng ta sử dụng số điện thoại đã được khai báo với bên Visa về việc đăng ký cấp giấy phép sử dụng, hay còn gọi là bản quyền phần mềm Visa. Tôi sẽ điền số điện thoại vào, sau đó tôi nhấn tiếp tục và điền mật khẩu. Mật khẩu này là mật khẩu được sử dụng khi mà chúng ta đăng ký thông tin với phần mềm Visa, nhấn vào chữ đăng nhập. Để kích hoạt được giấy phép sử dụng thì chúng ta phải nhấn vào chữ kích hoạt giấy phép sử dụng. Nhấn có, add thành công thì chúng ta nhấn OK. Lúc này hạn sử dụng của giấy phép là đến ngày 31 tháng 7 năm 2023. Sau này nếu như mà chúng ta hết hạn giấy phép thì chúng ta lại nhấn vào chữ gia hạn để gia hạn. Còn nếu không muốn sử dụng giấy phép này mà muốn add bản quyền giấy phép sử dụng của công ty khác thì chúng ta nhấn vào xóa và thực hiện kích hoạt lại giấy phép sử dụng như các bước tôi vừa hướng dẫn. Add xong thì chúng ta đóng lại, phần mềm hiện tại vẫn chưa cập nhật bản quyền. Chính vì vậy các bạn phải nhấn vào tệp đóng dữ liệu kế toán và thực hiện mở lại dữ liệu kế toán chúng ta vừa add bản quyền. Thì lúc này phần mềm mới cập nhật được bản quyền cho các bạn. Từ đó chúng ta sẽ làm việc trên giao diện Visa SME2022 bình thường. Còn trong trường hợp các bạn muốn làm dữ liệu của một công ty khác nhưng bản quyền mang tên công ty Việt Hưng, thì sau này chúng ta hoàn thiện báo cáo sổ sách rồi thì các bạn muốn in sổ sách báo cáo thì chúng ta kết xuất ra file Excel sửa lại thông tin công ty Việt Hưng thành tên công ty các bạn. Sau đó chúng ta in từ file Excel vừa được sửa. Như vậy, tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách add bản quyền phần mềm kế toán Visa SME2022. Chúc các bạn thành công!